Chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Vâng, hôm nay buổi chiều ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại chợ ô tô miền Bắc có địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung Ân Lão Hải Phòng, Đức Trung lên sóng đang bán một mẫu xe, đó là chiếc Toyota Vios bản G sản xuất năm 2013, nước sơn màu bạc, biển Hà Nội. Vâng, bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung và cũng thường xuyên cập nhật được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe mà bên Đức Trung up lên trên mạng hàng ngày. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một mẫu Toyota Vios bản G sản xuất năm 2013, nước sơn màu bạc, biển Hà Nội. Vâng, phiên bản số tự động nhé. Vâng, máy thì vẫn dùng chung máy 1.5. Đấy, xe thì có một số các đặc điểm nó khác sau. Vâng, đèn pha của xe là đèn thâm. Đấy, đèn thâm nhé, đèn xịn theo xe. Đấy, người ta quan sát toàn bộ các cái phần gầm ở cái form xe đằng trước cũng như là các cái trang trí của xe. Vâng, la răng đúc nguyên bản cũng thâm luôn. Vâng, đa chấu rất là đẹp, sơn xi thì cũng tương đối là sạch sẽ, không có chảy xước. Và xe thì được trang bị các cái cảm biến va chạm từ phía sau, có 4 cái mắt cảm biến, rất là an toàn là khi ta lùi xe. Khi ta lùi thì nó gần cái vật cản thì nó có cái tiếng kêu tít 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 tít. Nếu mà tiếng kêu tít tít càng nhanh thì là cái vật cản nó càng gần, người ta cũng phân biệt được. Như thế là nó là khá là an toàn trong cái quá trình vận hành lùi xe. Thế và cái mẫu xe trên thì được trang bị hộp số tự động và gương kính chỉnh điện có xi nhan tích hợp ở trên gương. Xe thì còn tương đối tốt, cái mẫu xe không taxi dịch vụ. Và cái đăng kiểm của xe thì cũng còn đến tháng 10 năm 2020. Vâng, sau đây Đức Trung sẽ mở cho quý anh chị các bạn là ta quan sát cái táp ly cũng như là cái phần nội thất của xe. Vâng, đây là cái phần táp ly cánh cửa đằng trước ở bên phụ. Vâng, các cái phần sơn sần còn rất là đẹp, các cái vách lỉ nguyên bản theo xe, hệ thống keo chỉ sơn nhựa còn cực kỳ đẹp. Vâng, cam kết là xe còn đẹp nguyên zin, chưa mất một phân keo chỉ đinh bấm cột kèo, đây vẫn còn zin nguyên. Vâng, nội thất của xe thì đã được trang bị một cái thảm chống nóng cho táp lô. Vâng, táp lô thì rất là sạch sẽ, có túi khí cho người ngồi bên phụ. Vâng, đây là túi khí này. Đấy, và cũng không xe không taxi dịch vụ nên là tất cả các trang thiết bị trên xe còn khá đẹp. Vô lăng ba chấu, vô lăng méo nhé, và có tích hợp luôn cả các cái phím bấm đấy, ở trên vô lăng rất là tiện ích. Vâng, đầu CD nguyên bản. Và xe thì được trang bị điều hòa cơ. Đấy, điều hòa cơ và hộp số tự động. Đấy, cái phần mặt số này còn rất là sáng. Điều hòa nóng lạnh hai chiều, tốc độ gió, hướng gió và tất cả các cái lúm nút trên xe thì còn rất là đẹp. Và xe thì được trang bị bộ ghế da màu kem còn khá là mới. Vâng, trần lỉ màu kem. Vâng, cái tông màu là màu kem. Vâng, kết hợp với lại các cái màu đen cho nên là cái xe này nó còn rất là đẹp. Các cái bu lông ốc ác móc khóa của cánh cửa còn khá là mới, vâng, chưa có cái dấu hiệu tháo lắp sửa chữa. Và đây là chi tiết của cái cánh đằng sau bên phụ. Vâng, quý anh chị các bạn có thể quan sát toàn bộ các cái thành phần của cánh cửa còn khá là đẹp, đặc biệt là cái phần keo chỉ còn zin hết, cột kèo đinh bấm nguyên bản của nhà máy. Vâng, tất cả các cái ghế da của phía sau cũng như là các cái chi tiết của các cái giá để đồ còn khá là mới.
Đây, cái giá để đồ những cái phần loa nghe nhạc. Đây, ta quan sát lại cái trần nỉ một lần nữa này, rất là sạch sẽ thơm tho. Và toàn bộ các cái chi tiết ở phần nội thất này còn khá đẹp. Ta cũng kiểm tra luôn cái cua lốp. Vâng, cua lốp ở đằng sau bên phụ. Vâng, tôn vỏ thì còn khá đẹp. Vâng, cái chỉ cua lốp này vẫn là chỉ nguyên zin. La răng thâm, phanh đĩa 4 bánh. Vâng, phanh đĩa 4 bánh thì chạy nó khá là an toàn. Vâng, ta cũng quan sát luôn cái form đuôi xe cũng như là các cái cụm đèn hậu. Vẫn là đèn nguyên bản theo xe. Vâng, kia cốp chứa đồ thì cũng khá là rộng rãi. Đây, và cái lốp dự phòng nó la răng đúc nguyên bản theo xe. Tôn vỏ của cốp thì còn khá là đẹp. Đây, quý anh chị các bạn có thể xem này. Tôn thì chưa có cái dấu hiệu mục mọt. Vâng, hệ thống máng nước, đinh bấm, rồi cho đến keo chỉ của lắp cốp còn rất là đẹp, nguyên zin, chưa có cái dấu hiệu va quẹt hay biến dạng. Sơn si sạch sẽ, còn giữ nguyên được các cái lớp lỉ, dòng keo máng nước còn khá đẹp. Và toàn bộ các cái phần sườn ở bên lái nhé, lốp lắp đây, đây la răng thâm, phanh đĩa, cua lốp. Đấy, và ta quan sát luôn cái cánh đằng sau bên lái. Táp ly cánh cửa rất là đẹp, bằng keo chỉ còn mướt. Chưa có một cái dấu hiệu va quẹt đâm đụng, chưa mất keo chỉ, bằng đinh bấm vẫn còn đầy đủ zin nguyên, đinh bấm của nhà máy. Vâng, cái đinh bấm robot thì làm thủ công thì ta không thể làm giả được. Vâng, đây là chi tiết của cái cánh đằng trước ở bên lái. Nếu quý anh chị các bạn có thể xem rằng là đây là cái phần mà dễ bị trơn bóng, bị sứt sát do ta hay tì tay vào. Đây, và cái tổng lưng hạ kính có khóa kính, kính lái auto và gương điện bốn hướng, có cụp xoè đầy đủ. Vâng, bản G là bản cao cấp nhất trong cái dòng xe Vios. Keo chỉ nguyên zin, thân vỏ nguyên zin rất là đẹp. Vâng, toàn bộ các cái phần bu lông, cánh cửa, bản lề, dây điện, móc khóa, tem mác vẫn còn là rất là đẹp. Và ta cũng quan sát luôn cái phần gầm xe. Vâng, Vios thì cái tôn vỏ của nó khá là chắc chắn, nó không có cái dấu hiệu mục mọt. Vâng, nó không bị ảnh hưởng của cái tác nhân môi trường. Vì chính vì thế nên là Vios là một trong những cái dòng xe khá là bền bỉ, được đông đảo quý khách hàng lựa chọn tin dùng. Và cái phần đinh bấm cột kèo của cái cánh đằng trước ở bên lái cũng còn zin nguyên. Đấy, cam kết với quý anh chị các bạn là một chiếc xe gia đình không taxi dịch vụ còn rất là đẹp. Và người ta quan sát lại cái vô lăng, phím còi, các cái phím tích hợp ở trên vô lăng. Và điều khiển nó rất là thuận tiện. Và Đức Trung nổ máy cho quý anh chị các bạn là ta cùng xem. Vâng, máy thì đã hoạt động, nổ rất là êm. Tất cả các cái trang thiết bị ở trên xe thì còn khá là mới. Vâng, gương kính điện đấy, hoạt động rất là tốt. Với một chiếc xe mà sử dụng tầm khoảng hơn 6 năm thì nó chỉ lỗi về mốt thôi, chứ còn cái chất lượng của nó thì nó có thể kéo dài tới vài chục năm nếu như ta mà bảo dưỡng đúng cái quy trình. Vâng, đây là cái phần hộp số này, vô lăng củ số, hộp tì tay. Vâng, phần nội thất của xe còn rất là đẹp, tất cả hệ thống như chắn nắng, đèn trần đầy đủ. Vâng, vì lý do bản quyền cho nên là Đức Trung không mở cái phần âm thanh. Âm thanh của cái dòng này thì khá là hay, quý chị, anh chị các bạn là đã từng trải nghiệm thì biết rồi. Vâng, dòng Vios này thì nó bền bỉ, tiết kiệm và rất giữ giá. Và đặc biệt là các cái phụ tùng thay thế của dòng Vios thì rất là dễ mua và khá là rẻ. Trên thị trường này rất là sẵn, tìm ở đâu cũng thấy. Gara nào cũng có thể là mua và thay thế được luôn.
điều hòa mát sâu, tất cả các trang thiết bị của cái phần nội thất này thì còn rất là đẹp, bởi vì là xe nó không chạy dịch vụ, xe gia đình. Vâng, và đây là cái khoang động cơ của chiếc Toyota Vios bản G sản xuất năm 2013. Xe khá là đẹp, động cơ thì đang hoạt động, tất cả các cái chi tiết ở trong khoang động cơ thì còn rất là đẹp, cái da máy còn khá là sáng. Các cái chi tiết trong khoang động cơ phải nói là được chủ xe khá là giữ gìn. Và cả cụm phanh ABS nằm sâu ở bên dưới, quý chị bạn có thể nhìn thấy nhiều cái đường dầu nó chia từ cái bộ chia đấy, các cái ụ giảm xóc này còn nguyên các cái đinh bấm của nhà sản xuất. Hệ thống giằng đầu, đèn pha, rồi đến cái lắp cabo keo chỉ còn nguyên zin, còn nguyên cả cái lớp lỉ cách nhiệt cho cái lắp cabo, các cái mũi tôn dập như là các cái lỗ gia công keo chỉ, rồi các cái mép vẫn còn nguyên các cái tem, các cái lốt dập của nhà máy, cho nên là xe là rất là đẹp, nên quý anh chị các bạn mua về phục vụ gia đình thì rất là ok. Và xe thì được trang bị cái khối động cơ 1.5, cái mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ khoảng 6 lít đến 6 lít rưỡi. Vâng, số tự động thì nó tốn hơn là số sàn một chút. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, là trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã lên sóng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2013, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 369 triệu. Vâng, 369 triệu là quý anh chị bạn đã sở hữu ngay một cái dòng xe bền bỉ, tiết kiệm xăng và số tự động bản G là bản cao cấp nhất, sản xuất 2013 tại biển Hà Nội. Vâng, Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị cùng các bạn ở các cái video lần sau.